Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc tăng cường an ninh học đường. Tòa Bạch Ốc vào ngày 11 tháng 3 cam kết giúp các tiểu bang cung cấp huấn luyện vũ khí kỹ lưỡng cho một số giáo viên, đồng thời ủng hộ luật thắt chặt hệ thống kiểm tra lý lịch những người mua súng. Trước đó, thì ông Trump từng ủng hộ việc nâng tuổi tối thiểu mua các loại súng tấn công từ 18 lên 21 tuổi, nhưng kế hoạch được loan báo hôm 11 tháng 3 không bao gồm việc này. Tổng thống Trump muốn giúp các tiểu bang huấn luyện các nhân viên trường học đủ khả năng và tình nguyện mang vũ khí, đồng thời khuyến khích cựu chiến binh và cảnh sát hồi hưu gia nhập ngành giáo dục. Theo kế hoạch của Tòa Bạch Ốc, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos sẽ lãnh đạo một ủy ban về an toàn học đường. Ủy ban này sẽ đưa ra những khuyến nghị cho Tổng thống, có thể trong vòng một năm, theo nguồn tin từ giới chức chính quyền. Ngày càng có nhiều chú tâm đến chính sách kiểm soát súng sau vụ nổ súng tại một trường trung học Florida hồi tháng trước là 17 người thiệt mạng. Học sinh trên toàn nước Mỹ dự trù bỏ học vào ngày 14 tháng 3 để đánh dấu một tháng xảy ra vụ nổ súng học đường tại Florida và sau đó tổ chức tuần hành tại thủ đô Washington vào ngày 24 tháng 3, thưa quý vị. Nhiều nha sĩ Mỹ có nguy cơ chết vì căn bệnh phổi hiếm thấy. Tại một bệnh viện ở Virginia có 7 bệnh nhân đã qua đời và 2 người khác đang chết dần vì một căn bệnh phổi phát triển nhanh chóng hiếm thấy, không thể nào trị dứt mà chỉ có thể kéo dài sự sống. Căn bệnh phổi đó là căn bệnh IPF, Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Trên toàn nước Mỹ có khoảng 200.000 người đang mắc bệnh này. Tuy nhiên, bài báo của tờ Washington Post cho hay, tại bệnh viện ở Virginia này, điểm tương đồng của một nhóm nhỏ bệnh nhân đến điều trị trong thời gian 15 năm qua đang làm các giới chức cơ quan Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ phải lo âu. Đó là 8 người trong 9 người nói trên là các nha sĩ. Người thứ 9 là một nhân viên phụ tá nha khoa. IPF làm cho 2 lá phổi bị cắt chích sẹo. Lâu dần, phổi của bệnh nhân gặp khó khăn đưa oxygen tới các cơ phận quan trọng như là tim và não. Các điều tra viên đang tìm hiểu cặn kẽ hơn và thấy rằng trong gần 900 bệnh nhân IPF từng điều trị trong 21 năm ở nơi này, có 9 bệnh nhân làm việc cùng ngành. Thời gian sống sót trung bình sau khi chẩn đoán bệnh IPF là từ 3 đến 5 năm. Nhưng trước đó các bệnh nhân bị khó thở, thường xuyên ho khan, giảm cân, đau khớp xương và bắp thịt, ngón tay và chân bị cong queo. CDC nói rằng trong trường hợp của vị nha sĩ báo động với họ, ông ta không hề hút thuốc, nhưng trong 40 năm làm việc, không hề đeo mặt nạ bảo vệ, có bộ phận lọc khí thở. Trong 20 năm sau cùng, ông có đeo khẩu trang, nhưng có thể vẫn không đủ để ngăn cản việc hít vào chất độc hại. Cơ quan CDC cho hay, thưa quý vị. Kinh tế California sẽ tăng 3 năm tới, đặc biệt là ngành xây nhà. Việc làm và lương sẽ tiếp tục gia tăng tại California trong vòng 3 năm tới, nhưng có nguy cơ cho nền kinh tế ở cuối chân trời, gồm nguy cơ thiếu hụt ngân sách liên bang và có thể gây hại cho mậu dịch quốc tế, theo phúc trình của UCLA, Anderson's Forecast cho biết hôm thứ Tư. Trong phúc trình về kinh tế California, giám đốc Jerry Nichelsberg của UCLA, Anderson's Forecast viết rằng tiểu bang tiếp tục dẫn đầu toàn quốc trong tăng trưởng việc làm trong năm 2017 với phát triển việc làm gia tăng trong 3 tháng cuối năm nay. Nichelsberg viết rằng trong số các tiểu bang có dân số hơn 5 triệu người, GDP của California đã gia tăng đều và qua thời gian từ năm 2013 cho tới 2017 là tiểu bang phát triển nhanh thứ hai sau Washington. Nichelsberg tiên đoán mức gia tăng việc làm 2.2% tại California trong năm nay, tiếp theo bởi 1.7% và 0.9% trong 2 năm tới. Lương sẽ gia tăng ở cùng tỷ lệ, theo ông cho biết, trong khi gia tăng thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng và việc xây nhà cửa sẽ nhảy vọt tới 138.000 đơn vị mỗi năm cho tới năm 2020. Nichelsberg viết tiếp rằng, sự gia tăng thiếu hụt ngân sách liên bang sẽ áp lực lên thiếu hụt mậu dịch quốc tế. Điều đó sẽ gia tăng các hoạt động thương mại mà có thể làm suy yếu hoạt động thương mại và kỹ nghệ xuất cảng của California. Nhà kinh tế cao cấp tại UCLA Anderson Forecast là David Schumann tiên đoán rằng mức gia tăng GDP trên toàn quốc sẽ tiếp tục ở tốc độ 3% trong năm nay, chậm xuống 2.6% vào năm tới và giảm 1.6% vào năm 2020. Ông viết rằng, tuy nhiên gia tăng việc làm sẽ tiếp tục dù chậm hơn những năm gần đây và tỷ lệ thất nghiệp sẽ xuống còn 3.5% vào đầu năm 2019, thưa quý vị.
Điểm tin sau đây cũng liên quan đến California, bảo hiểm y tế tăng 18% vào năm 2019. Trên khắp Hoa Kỳ, những người mua bảo hiểm sức khỏe bằng các thị trường trao đổi có thể chứng kiến tiền trả hàng tháng gia tăng từ 12% đến 32% trong năm 2019. Theo một phân tích được công bố hôm thứ Năm bởi Cover California, thị trường trao đổi tiểu bang bán bảo hiểm sức khỏe cho 1.2 triệu cư dân là những người không nhận được bảo hiểm sức khỏe qua các công ty của họ. Cover California chưa đưa ra dự đoán năm 2019 cho California. Một phân tích hồi tháng trước từ Viện Urban Institute phỏng đoán rằng tiền bảo hiểm sức khỏe tại California sẽ gia tăng 18% vào năm 2019. Khách hàng sẽ thấy tiền trả hàng tháng gia tăng hiện ra trên các thông báo trong tháng 9 và tháng 10 cho tiền bảo hiểm sức khỏe tháng giêng của họ. Theo Peter Lee, giám đốc Cover California cho biết, giá bảo hiểm sức khỏe sẽ tiếp tục gia tăng sau đó, theo phân tích của Cover California tiên đoán. California nằm trong số 15 tiểu bang được dự kiến tiền bảo hiểm sức khỏe sẽ gia tăng tới 35% vào năm 2021. So với số tiền hiện nay, 19 tiểu bang có thể thấy tiền bảo hiểm sức khỏe tăng tới 50%. Và 17 tiểu bang sẽ chứng kiến tiền bảo hiểm sức khỏe nhảy vọt lên tới 90%. Tiền bảo hiểm sức khỏe gia tăng áp dụng cho 20 triệu người Mỹ nhận tài trợ liên bang sẽ giúp trả tiền bảo hiểm hàng tháng, cũng như 6 triệu người Mỹ không nhận tài trợ. Nhóm trước có thể thấy giá cả gia tăng ít bởi vì tài trợ của họ cũng tăng theo. Nhóm sau sẽ bị thiệt hại nhiều hơn bởi vì họ lãnh lương nhiều quá để còn tiêu chuẩn nhận tài trợ. Phòng mạch chữa đau đầu gối bằng tế bào gốc là dởm. Các phòng mạch chữa bệnh viêm khớp đầu gối bằng tế bào gốc đang hốt bạc và đưa ra những tuyên bố khoa trương về liệu pháp của họ. Theo một nghiên cứu mới gây tranh cãi cho biết, chích trong cùng ngày cho một đầu gối tới hàng ngàn đô la tại những trung tâm này, theo một thăm dò khách hàng tại những phòng mạch trên khắp Hoa Kỳ cho biết. Người ta trả tiền mặt bởi vì 2/3 phòng mạch tế bào gốc cam kết rằng các điều trị của họ hiệu quả từ 80 đến 100% thời gian, theo các nhà nghiên cứu phúc trình cho biết, nhưng không có chứng cứ y khoa nào cho thấy bất cứ cách điều trị tế bào gốc nào có thể cung cấp sự chữa lành lâu dài đối với bệnh viêm khớp đầu gối. Theo tác giả đứng đầu nghiên cứu là bác sĩ George Musler, bác sĩ giải phẫu chỉnh hình tại Cleveland Clinic cho biết, cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với những trung tâm này. Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan này đã tuyên bố rằng họ sẽ bố ráp các phòng mạch cung cấp các điều trị y tế bằng tế bào gốc nguy hiểm này. Trong 65 trung tâm được thăm dò cung cấp thông tin giá cả, chi phí trung bình cho việc chích vào đầu gối là 5.156 đô la, với giá xếp hạng từ thấp cho đến cao nhất là từ 1.150 đô la cho tới 12.000 đô la, theo các nghiên cứu cho biết. 14 trung tâm tính giá thấp hơn 3.000 cho một lần chích, trong khi 10 trung tâm thì tính hơn 8.000 đô, thưa quý vị. Một phi công đã cuống cuồng cầu cứu trước khi trực thăng rơi tại New York. Một chiếc trực thăng chở 6 người đã rơi xuống sông Đông của thành phố New York hôm 11 tháng 3, khiến tất cả hành khách trên khoang thiệt mạng, trừ viên phi công sống sót. Reuters đã dẫn nguồn cảnh sát cho biết vào ngày 12 tháng 3, khoảnh khắc được ghi khi trực thăng lao xuống dòng sông lạnh cống, viên phi công đã cuống cuồng kêu cứu trợ giúp. Truyền thông Mỹ cho hay, Mayday, 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 viên phi công gào lên, động cơ hỏng ngay trên sông Đông. 2 trong số 5 hành khách đã chết ngay tại hiện trường và có 3 người được đưa đến bệnh viện trong khu vực nhưng không qua khỏi. Cảnh sát New York và các giới chức cứu hỏa xác nhận vào đầu ngày 12 tháng 3. Phi công đã tự thoát ra và được giải cứu, sau đó được điều trị và xuất hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Cảnh sát cho hay, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết chiếc Eurocopter AS-350 rơi xuống gần khu vực phía bắc đảo Roosevelt vào tháng khoảng 7 giờ tối. Vụ tai nạn đang được điều tra, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.